Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 10, bão Chami đang ở vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 11, tương đương 117 km/h, bắt đầu gây mưa ở khu vực Quảng Bình, Quảng Ngãi từ chiều cùng ngày. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão đã bắt đầu trúc xuống theo hướng tây tây nam, tốc độ 20 km/h. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 10 thì đến vùng biển ngoài khơi của Trung Trung Bộ dữ cấp 10 cấp 11 giật cấp 14 sau đó bão đổi hướng sang tây nam giảm tốc độ còn 5 đến 10 km/h đến 22 giờ ngày 27 tháng 10 khi áp sát vùng biển ven bờ trung trung bộ bão bắt đầu quạt sang hướng đông quay ngược ra biển sức gió giảm còn cấp 10 giật cấp 11 đến 10 giờ ngày 28 tháng 10 bão trên vùng biển ven bờ các tỉnh trung trung bộ giảm còn cấp 9 tiếp tục hướng ra biển và suy giảm cường độ Đài Nhật Bản dự báo khi đi vào vùng biển ven bờ Trung Trung Bộ, bão vẫn giữ sức gió là 108 km h và giảm dần khi chuyển hướng Tây Tây Nam, giảm còn 65 km h khi sang hướng Đông và quay ngược xa biển. Đài Hồng Kông nhận định bão không vào đất liền, chỉ tới ven biển Đà Nẵng với sức gió 85 km h rồi ngược xa biển. Ông Mai Văn Kiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giải thích rằng, Bão Chami có hướng đi bất thường do chịu tác động của không khí lạnh đang tràn xuống và sự hình thành của một cơn bão ngoài khơi Philippines. Có hai khả năng, một là bão sẽ đi gần bờ, chạm bờ rồi quay ngược ra biển, hai là bão đi sâu hơn vào đất liền rồi quay ra biển. Cả hai khả năng đều sẽ khiến thời gian tác động trực tiếp của bão đến đất liền lâu hơn và kéo dài hơn một ngày. Do quay đầu nên bão đi chậm, gây mưa đặc biệt lớn. Bão sẽ bắt đầu gây mưa từ chiều tối nay cho đến ngày 28 tháng 10. Khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến là từ 300 đến 500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm, cảnh báo mưa cục bộ cường suất lớn với hơn 100 mm trong 3 giờ. Các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên, mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Ảnh hưởng của bão Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, tương đương 89 đến 117 km h giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 m, vùng gần tâm bão 7 đến 9 m. Từ đêm nay, vùng biển ở trên các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, bao gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Tràm, Lý Sơn, sức gió mạnh dần từ cấp 6 lên cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão 5 đến 7 m. Từ sáng ngày 27 tháng 10, trên đất liền ven biển Quảng Bình, Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, ven biển các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam xuất hiện nước dâng cao do bão từ 0,4 đến 0,6 mét. Ngày 24 tháng 10, Thủ tướng đã ban hành công điện yêu cầu các tỉnh ven biển Thanh Hóa, Phú Yên theo dõi diễn biến của bão, thông báo cho tàu thuyền biết ở khu vực nguy hiểm, ra soát những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hôm qua cũng đã họp với các bộ ngành và địa phương để bàn phương án phòng chống bão Trà mi. Thừa Thiên Huế đã cho tàu thuyền vào khu neo đậu và không cho ra khơi từ ngày 25 tháng 10. Quảng Nam cấm biển từ 10 giờ ngày 25 tháng 10. Quảng Ngãi cấm từ 10 giờ ngày 26 tháng 10 và sự kiến hoàn thành việc sơ tán người dân sớm ở trên đảo Lý Sơn trước 22 giờ ngày 26 tháng 10. Quảng Bình sẽ cấm biển từ 0 giờ ngày 27 tháng 10. Bão Chami hình thành từ áp thấp nhiệt đối ở ngoài khơi phía đông Philippines ngày 22 tháng 10 mạnh lên thành bão. Ngày 23 tháng 10, hoành hành ở Philippines và làm ít nhất 66 người thiệt mạng, 47.500 người phải sơ tán do mưa lớn, ngập lụt. Chiều 24 tháng 10, bão vào Biển Đông, mạnh cấp 9 và trở thành cơn bão thứ 6 trên vùng biển này. Thưa quý vị, theo thông tin mới đây, một cơn bão mới đã hình thành ở Tây Thái Bình Dương, tên bão là Congray, dự kiến sẽ có đường đi ban đầu hơi giống bão Trà Mi, cơn bão số 6, và theo hướng di chuyển của công rây thì khoảng cách giữa nó và bão Trà Mi sẽ dần bị thu hẹp. Liệu có thể xảy ra vũ điệu của hai cơn bão hay còn gọi là hiệu ứng bão đôi? Theo thông tin, áp thấp nhiệt đới ở Tây Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Công Rây. Đây là cơn bão có kích thước lớn tương tự bão số 6 Trà Mi. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, vào ngày 25 tháng 10, Bão Công hiện có sức gió khoảng 45 km/h, di chuyển theo hướng tây tây bắc. Theo các dự báo hiện tại, nó sẽ đi về phía Đài Loan, Trung Quốc hoặc giữa Đài Loan và Philippines. Trong quá trình này, khoảng cách giữa bão Công và bão Trà My hiện đang ở Biển Đông sẽ dần ngắn lại. Vậy có thể xảy ra điệu vũ của hai cơn bão không? Điều vũ của hai cơn bão hiệu ứng Fujiyara, Fujiwara hay bão kép, bão đôi? là khi hai cơn bão gần nhau thực hiện một vũ điệu xoay quanh một tâm chung, sau đó bão lớn có thể nuốt bão nhỏ, hoặc hai cơn bão hợp nhất hoặc di chuyển xung quanh nhau rồi đường ai nấy đi. Đầu tuần tối, nếu vẫn di chuyển theo dự báo hiện tại, thì bão Trà My và bão Công Rây có thể ở khá gần nhau, dưới 2.000 km, thậm chí dưới 1.500 km. Đây là khoảng cách mà hiệu ứng bão kép có thể xảy ra. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, có thể bão Trà My bắt đầu suy yếu rồi trở thành áp thấp nhiệt đới còn bão Kongri được nhận định sẽ vòng ngược lên phía Đài Loan, Trung Quốc hoặc phía Nam Nhật Bản nên có thể Kongri sẽ không nuốt hoặc hợp nhất với bão Trà Mi. Thay vì vậy, có lẽ hai cơn bão này chỉ tương tác ở mức bão Kongri kéo bão Trà Mi đi về phía đông ra xa khỏi nước ta. Dự báo về hai cơn bão này có thể còn thay đổi trong những ngày tới. Do bão áp thấp nhiệt đối luôn rất khó lường, vì vậy người dân lưu ý theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để có cách ứng phó nếu cần. Theo thông tin mới đây, cơn bão số 6 Trà Mi hiện được dự báo sẽ đi vòng trên biển Đông chứ không đổ bộ nước ta và có thể sẽ không đổ bộ bất kỳ đâu. Tuy nhiên, với hoàn lưu rất lớn, cơn bão này có khả năng gây mưa lớn ở nhiều tỉnh thành miền Trung và cả ở miền Bắc, bao gồm thủ đô Hà Nội. Sau khi vào biển Đông, bão Trà Mi cơn bão số 6 di chuyển chậm và đang tận dụng điều kiện môi trường tương đối thuận lợi để mạnh lên. Sáng 25 tháng 10, sức gió của bão Trà Mi là khoảng 95 km/h cấp 10 và bão có thể đạt cường độ tối đa vào sáng mai với sức gió khoảng 100 km/h. Đến sáng 25 tháng 10, các mô hình dự báo của nước ta và trên thế giới đã thống nhất về việc bão Trà Mi sẽ không đổ bộ. Trước đó, một số mô hình dự báo Trà Mi sẽ đổ bộ miền Trung nước ta mà quay đầu ngược lại dự kiến vào ngày 28 tháng 10. Tuy nhiên, trong quá trình quay đầu thì bão Trà My sẽ đến khá gần nước ta, có thể chỉ cách Đà Nẵng khoảng hơn 200 km về phía đông. Mà kích thước cơn bão này rất lớn, đường kính đến hơn 1.000 km có gió mạnh, nên khả năng gây mưa của nó cũng không vừa. Bằng chứng là nó đã gây mưa kỷ lục ở nhiều vùng tại Philippines. Theo dự báo hiện tại của các mô hình lớn, từ tối 26 tháng 10, mưa có thể bắt đầu xảy ra ở các tỉnh thành ven biển miền trung nước ta, từ Huế đến Quảng Ngãi, sau đó mưa mở rộng dần ra về cả phía Bắc và phía Nam. Đến 27 và 28 tháng 10, nhiều tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ như thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Dự báo cũng có mưa do ảnh hưởng của bão số 6, chủ yếu là mưa nhỏ và vừa sau khi quay đầu bão Trà My, được dự báo sẽ suy yếu dần rồi thành áp thấp nhiệt đới. Dù bão được nhận định không đổ bộ, nhưng mưa lớn do bão cũng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy, người dân lưu ý theo dõi cập nhật của các cơ quan chức năng địa phương để ứng phó kịp thời. Thưa quý vị, theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, trường phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Trà My là cơn bão rất phức tạp. Trước khi vào Biển Đông, bão đã có 4 lần đổi hướng, Cụ thể, hồi 7 giờ sáng 24 tháng 10, cơn bão Chami, tên tiếng Việt là Chami, có vị trí tâm ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc, 121,3 độ kinh Đông, trên đất liền phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Chiều và đêm 24 tháng 10, bão sẽ vượt qua phía bắc của đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông, trở thành bão số 6. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có đường đi tương đối ổn định. Khi dịch chuyển qua khu vực phía bắc của quần đảo Hoàng Sa đến gần vùng biển miền Trung, bão sẽ có sự thay đổi về hướng, tốc độ và cường độ. Lúc này, bão có khả năng đổi hướng di chuyển ngược ra phía ngoài biển. Đáng lưu ý về cường độ, khi vào Biển Đông, bão Trà My sẽ cấu trúc lại và khả năng ảnh hưởng đến miền Trung sẽ rõ ràng bão Trà chưa có dấu hiệu mạnh lên như bão Yagi. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay đây là một cơn bão luôn chịu sự tác động của môi trường trong quá trình hình thành di chuyển. Khi di chuyển đến phía bắc của quần đảo Hoàng Sa, lúc này có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống, cùng lúc đó xuất hiện một rãnh gió Tây. Bên cạnh đó, phía đông của Philippines vào khoảng ngày 26-27 tháng 10 xuất hiện thêm một cơn bão mới. Tương tác của cơn bão mới hình thành, không khí lạnh phía bắc, rãnh thấp của đới gió Tây ngăn cản cơn bão di chuyển ngược lên phía bắc. Tương tác này làm thay đổi cấu trúc đường đi của cơn bão số 6, làm báo đổi hướng. Cơn bão này sẽ gây gió mạnh ở hầu khắp khu vực biển Đông. Trong ngày 24 tháng 10, khu vực phía bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, sau đó khu vực bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 9 cấp 10 theo quá trình tăng cấp của bão khi di chuyển vào biển Đông. Sóng biển cao từ 5 đến 7 mét gây nguy hiểm cho tất cả các tàu thuyền hoạt động ở phía bắc và giữa biển Đông. Khu vực phía nam biển Đông cũng có gió tây nam mạnh cấp 6 về tác động của bão đến đất liền sẽ được cơ quan khí tượng cập nhật sau khi quan sát sự thay đổi cấu trúc bão khi vào biển Đông. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.